Chúng cháu chào các ông các bà. Cháu được xin mời chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, hôm nay thì là ngoài em Mạnh ra thì có cả em Quyết này, cả thêm là em Giang nữa. Quyết thì là một người bạn của em Mạnh, cũng như là một người hàng xóm luôn. Còn Giang là con của chú Toán, chú ấy đang nhận làm công trình của nhà hai ông cháu của bác ạ. Và thời tiết hôm nay cháu được xuống thì là khá là nắng đẹp này cô bác này. Ở đằng sau các em thì các bác nhìn thấy rằng là đã có một chút là màu tôn là lên rồi. Thế thì Mạnh là hôm nay là biết là nhà mình đang làm gì không? Không biết à? Thế Mạnh thử nhìn thử nhìn ra kia xem là các bác đang làm gì, các chú đang làm gì? Đang lập mái nhà. Rồi, nếu mà nói tiếng ấy nào, từ xem nào. Nếu mà nói bằng tiếng Nùng thì là Mạnh là biết cô bác ạ, nhưng mà nói ra tiếng phổ thông thì là Mạnh không có biết mấy đâu. Nhớ nhá, sau này ai hỏi thì bảo là đây là các chú đang lập mái nhà nhá. Rồi, hôm nay thì có cả mẹ của Quyết ra hộ đúng không? Phải không? Phải. À, thế là bố của Quyết thì đi đâu rồi? Đi làm. Bố Quyết đi làm à? Thế bố Quyết là đi làm à, tận đâu có biết không? Không. Không biết á? À, bố của Quyết thì đi làm ở bên Trung Quốc rồi cô bác. Thế là Mạnh với lại Quyết thì là có học cùng lớp không? Cùng lớp à? Thế có được ngồi cùng bàn không? Không. Không được ngồi cùng bàn à? Mỗi người ngồi một nơi à? À. Giang thì là hôm nay là cùng bố mẹ sang đây à? Vâng. À, Giang thì năm nay học lớp mấy rồi nhỉ? Năm nay học lớp 2. Lớp 2 nữa. Đấy, thế thì bây giờ ba bạn nhỏ là đừng có ra kia nhá. Vâng. Ở đây thôi nhá, ở đây chơi ở đây thôi nhá. Ra kia là bây giờ các chú với lại là các bố mẹ là đang làm tôn kia, tí là sợ là nó bay vào mặt nhá. Mạnh là ở đây nhá. Rồi, đấy, cháu được xé ra bên này là cập nhật cái công việc mà hôm nay cùng với lại là mấy anh em đội thợ là làm cô bác nhá. Đây, ở trước mặt cô bác thì cô bác lại nhìn thấy được rằng là nhà của hai ông cháu hiện tại thì đã đến ngày là lập mái rồi cô bác ạ. Đây, bây giờ thì cũng lại với lại mấy anh em đội thợ là sợ trời mưa đấy cô bác, cho nên là làm bên nào, làm phần nào xong thì sẽ lập cái phần đấy. Bây giờ thì sẽ lập ở phần bên này, còn một tí nữa thì sẽ lập ở phần trước mặt, cái phần làm cô phần trước mặt là mặt tiền đấy cô bác. Đây, hôm nay thì cũng có thêm là mẹ của Quyết này, thêm là bác của nhà anh Phòng này ra hộ lúc mà đưa tôn lên đấy. Chú Toán có lấy mũ không đấy? À? Có lấy mũ cối không đấy? Có, nhưng mà bây giờ không có tay đi lấy. Đây, để cháu lấy cho. Thấy là trên đấy là nóng quá rồi. Con nơi cái này là của chú Toán đúng không? Nhưng mà chú Toán có đỡ được không? Này, của anh Phong là được này. Đấy, đây một cái nữa. Đấy. Này, đi huấn luyện về chưa? Đấy là chú có vẻ toát hết cả mồ hôi rồi các bác ạ. Thời tiết thì là ở dưới nhà hai ông cháu lúc nắng lúc mưa, nhưng mà lúc nắng thì khá là oi. Ôi, ông đang làm cái gì đấy ông? Đỡ tôn à? Không hề hỏi, không hề hỏi ông bảo ông đang làm cái gì ấy, ông trả lời là không nhìn thấy à? Đấy, đôi lúc thì sẽ có những câu mà trêu nhau một chút của bác ạ. Màu tôn của hai ông cháu thì sẽ y xì như là một cái màu xanh da trời luôn cô bác ạ. Ông là ở dưới ngắm, chỗ nào không chuẩn thì bảo ông nhá. Đây,
Này chị thả có được không? Chị thả xuống, đỡ phải tay mỏi. Đấy, ở bên chỗ ông đang cầm này các bác nhé, dư ra độ tầm là 1 mét thôi. Còn là ra phía bên kia thì nó dư ra độ tầm là chắc phải tầm 6 độ, 6-70 phân các bác ạ. Hôm nọ thì cháu được định là cho dư ra độ tầm là 50 phân thôi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là cái phần là tôn xốp này, nó là tôn là 1m2, thực ra nó sẽ dư ra nhiều hơn một chút. Để đi xuống ở phần trong nhà sau khi mà lập tôn lên như thế nào cho các bác là xem một chút. Đấy, ở trong nhà thì hiện tại là tất cả mọi cái trong nhà là vẫn chưa có đi vào và hoàn đi vào và chắt một chút nào cả, chỉ là chắt ở phần bên ngoài thôi các bác. Ở phía phần bên ngoài thì đã chắt xong hết rồi. Hôm nay thì có lẽ là buổi chiều nay thì sẽ lập được ở phần trên này hết. Và vừa rồi thì định là ý định ban đầu thì định là lên kèo hết rồi thì mới lập sau các bác đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là lúc mà ăn cơm trưa xong ấy thì là nhìn trên kia thì thấy là cảm giác như là sắp mưa rồi, thành ra là bên này đã lên kèo thì sẽ làm phần bên này trước, hay để tránh cho cái phần sắt này nó ở ngoài lâu ngày quá nó bị rỉ đúng không á. Có những cái gì thì hộ được thì tôi sẽ hộ cho mấy anh em thợ, còn không được thì chỉ có là ghi hình cho các bác là cùng biết. Hôm nay thì có một cái máy thôi cho nên là sẽ hơi chậm một chút. Đấy, nhưng mà ở đây thì nếu có hai cái máy thì cũng chỉ là những cái lúc như này thì bắn đầu trên hết thì máy dùng được thôi. Còn ở trên thì bây giờ là một người bắn và một người còn vượt chỉnh nữa. Ông thử thả được không? Không không được á? À, mấy cái tấm này là đo hết rồi nhỉ? Một người là sẽ phải là ở ngoài là nhìn để cho xem là tôn nó có thẳng hay không các bác. Đấy, chứ không là sau khi mà bắn vào là tôn nó bị cong thì cũng rất là khó chỉnh. Cái này mấy đứa con phải mua loại silicon cái về bịt lại một lần nữa không chú nhỉ? Nó có doang nhựa đúng không? Vâng. Giáo thông tin đấy hả? Do cả chặt thú này đi. Cái tôn phía kia dài hơn thì sẽ để ở mặt là mặt ngoài các bác. Kia thì mặt nó dư ra độ tầm là 1m5. Đây, có yên nó đang nó bắn nào. Chị nó bắn nào. Nó là sao được không chị ạ? Sao cả chèm này còn mà? Nó cà. Đây à? Đây à?
Sao sao hay nẹt mà tiến này từ từ dựa ra sao hết thứ ba không tâm nó hắc xéo rồi tháng ấy giang tôi phân ra cái phong bắn được lên cho ai nhau cái thứ này tàu đi tìm thì nhau à để ông cầm cho các mắt tiến này thì giang ấy chỉ cần cái đó cháu ấy ngày mua phân ra phải làm tập pinu cá phong nữa mấy cái con tập nhập phong tiến nó toàn luôn chạy mới lại con à mung bơ tăng dân ăn xí mê đó là cá mung rồi cá mà áo kẹt lên nâu ho những bộ mi đứa dân cá còn lại đó những con núi đâu quá ổn được không ta hiện năm nữa vậy ở đây thì những lúc mà đông người nhất là cái lúc mà lấy cái lúc mà lấy tôn lên trên phần mái đấy các bác. Bây giờ thì sau khi mà lấy tôn xong ấy thì là chỉ có hai anh thợ là trên đây bắn thôi. Ông à, cứ chỉnh cái đầu dưới này cho nó thẳng không nhá. Chỉnh rồi đó. Chỉnh ở xuống nhá. Con long yếu thiệt này à. Con long à. Con yếu mẹ. Con yếu đó. Con yếu à. Đó, mở sạch ra đây. Lũ về chặt chỉ miếu. Ô, long mắt mắt, cơ phán. Nhỏ. Chặt chặt này lắm rồi. Mới mắt cơ phán rồi, phán mắt chỉnh. Phán nhá. Ôi, thật là cũng không thể tìm được. Cùng thông đây mẹ. Hai ông viêng nhau vàng nhận hồ. Thưa các bác, sau một thời gian thì hiện tại là phần đằng sau đã là hoàn thiện gần là một nửa rồi các bác ạ. Hả? Mạnh thì là ra phía bên này là chơi với lại thêm là mấy thanh niên ở bên này nữa. Mạnh đi đâu? Đi ra. Đi ra làm gì? Hả? Đi ra làm gì? Hả? Đi ra làm gì? Không lấy dao đâu, đi ra kia đi. Đi ra kia chơi đi. Có thể là phần phía bên này thì chắc là ngày mai thì mới hoàn thiện được rồi cô bác ạ. Đấy, như bây giờ đang làm thì có vẻ như là trên kia là có mây đen kéo về khá là nhiều. Thưa cô bác, hiện tại thì đã bắn đâu đó là gần xong là mặt là phía ở đằng sau rồi. Bây giờ thì còn thêm là mấy tấm nữa thôi cô bác. Ở dưới kia thì thêm là một tấm nữa.
Ngày chú Toán là còn sợ là bắn xịt ấy, còn vừa đi là vừa dùng cái thước gạt để mà đi theo nữa. Chứ không là sau này mà bắn không cẩn thận là sau này thành ngàn sao lắm. Ông thì là ở dưới kia, ông nhìn xem là có thẳng không đúng không á? Đây, nhưng mà ở đây là mấy anh em thợ là phải nói là căn rất là kỳ các bác. Ở đây thì không hẳn là chỉ có một mình ông ở dưới đâu, mà dưới này còn có thêm là cả hai chị nữa. Đây đây thì một tí nữa úp cái tấm bên dưới kia vào nữa là coi như là xong cái phần ở phía bên bên đằng sau rồi quá. Mấy phần là đằng sau này thì sau khi mà lập xong các bác. Các bác nhìn thấy là nó bị dư ra là tầm độ hơn 1 mét các bác nhá. Thì đằng sau này nó sẽ không có bị gần mái quá. Đấy, cái phần phía bên này thì cho lực cũng cho dư ra là đâu đó tầm là 7-80 phân đâu các bác. Thì để tránh cho nó không có bị hất nước là vào cái phần bên này là nhiều. Còn là trước mặt tiền, trước mặt tiền này thì mấy nữa lập xong thì các bác sẽ là nhìn thấy là gió hơn các bác nhá. Hay mạnh thì là với Giang là chơi dưới đây này các bác này. À không biết là đi đâu lấy mía về đây. Lấy mía đâu về ấy? Lên đây xem nào, lên đây xem nào. Lên đây xem nào, mạnh với Giang lên đây xem nào. Mạnh với Giang thì chơi với nhau là khá là hợp các bác ạ. Thế là mạnh là lấy mía ở đâu ra? Ở kia, thế là ở kia, ai trồng mía đấy? Ông trồng à? Thế ra đây chú xem nào, ra đây chú xem trái bị làm sao nào. Ra đây nào, đi dép ra đây nào, xem nào. Ra đây, không cần đi dép đâu. Đấy, xem này, đây này có băng này, ôi dồi ôi, bị làm sao đây? Chỗ này bị làm sao đây? Không biết. Không biết á? Chắc là vừa rồi đi lấy cái cây... mía này có băng này bị cắt trúng, không được đi ra kia nữa nhá. Đấy, sau khi mà lập xong thì nhìn khác hẳn hơn một chút các bác nhỉ. Trong một tuần tới thì khi mà anh em thợ chắt xong mọi cái đấy, thì nó sẽ nhìn là nó sẽ đẹp hơn. Đây, một tí nữa thì cháu được sẽ chia sẻ là vài cái đoạn video từ trên cao xuống cho tất cả các bác anh chị là cùng ngắm qua thêm một chút nữa sau khi mà lập phần mái xong. Tại ở đây thì là mỗi nhà thì sẽ lựa chọn là một cái màu khác, cháu được sẽ không có lựa chọn giống nhau cả. Đây, tấm này thì một tí nữa ốp ở phần bên kia nữa là coi như là xong cái mặt bên kia. Còn nếu mà một tí nữa xong thì có lẽ là mấy em thợ sẽ tiếp tục là đi vào và hàn kèo phần bên này. Mạnh Vĩ Giang là chơi đây cẩn thận nhá.
Hả? Đi đâu? Xong xong chưa ông ở bên trên đấy? À, chỗ này là buổi sáng đấy ông đào lại thêm một chút nữa à? Đấy vừa rồi thì đang làm thì là cũng không gửi được một lời chào tới các bác, thì bây giờ ông gửi một lời chào tới các bác nào không? Chào các em các chị á. Thế là hôm nay là ông ở nhà là phụ mấy anh em thợ là đưa tôn lên à? Thế là nhìn là thêm là có thẳng không à? Ông có ưng cái màu tôn này không? Chấm. À, đấy bây giờ thì xong một bên rồi đấy nhỉ ông nhỉ? Bên ngoài cái này mình ở với kia đây còn. Vâng. Bây giờ thì để một tí nữa lại tiếp tục là ốp ở phần phía bên này sau. Cái này thì không biết là sau này là có thể xem là còn dư ra kinh phí không để mà làm rãnh như kiểu là nhà hai anh em hải sử nó có bác. Và phần bên này thì ông sẽ đi lấy đá về để mà tự mà kè thêm. Chứ bây giờ kinh phí thì nó cũng hầu như là gần hết rồi các bác. Hiện tại thì vẫn còn đang thiếu kinh phí rất là nhiều. Thì nếu như các bác, cô chú, anh chị thương yêu tới hai ông cháu, rất là mong sẽ được sự là trợ duyên của các bác dành tặng tới cho hai ông cháu của bác ạ. Mạnh dép đâu rồi? Không đi dép vào à? Ông xem mà những cái đinh là nó bị rơi đâu, những cái đinh này đâu nhá. Rơi thì ông ạ. Đấy. Vâng, ông đi xem mà nhặt lại từng chút một đi, đừng để cho nó rơi đinh nữa. Ông để túi bóng ở đây. Dây điện này thì mấy nữa khi mà làm nhà xong bác thì cháu được xé để cho mấy anh em lắp điện là sẽ chạy lại cho nó gọn gàng một chút. Hôm nay là cũng có mẹ của Quyết ra hộ hả ông? À, bố của Quyết thì thấy bảo là đi Trung Quốc làm mà đúng không? Ở nhà của hai ông cháu thì làm tới đâu thì là dọn dẹp tới đấy, cho nên là cũng không có nhiều rác, cũng không có nhiều đồ mấy cô bác ạ. Đấy, trước khi mà cháu được bảo với lại là mấy em thợ cũng như là ông ấy xem là cái nào cần dọn ấy thì là cho ông là dọn. Cái này phải thêm nữa không ạ? Chưa được 3 bước đâu. Vâng, cái này phải cái đất này, cái phần là đất mượn này hôm nọ thì đổ vào đấy, mình phải hót ra thêm nữa. Nhưng mà mấy hôm nữa đợi cho mấy anh em thợ là xây cái bể phốt đâu không ạ? Ôi giời ơi. Đấy, ông đi đâu là đi theo đấy thôi. Mạnh trong thời gian này có vẻ nhìn trong béo hơn không nhỉ? À, vừa rồi đi lấy cây mía đấy không? Vừa rồi lấy cây mía bị chọc ấy. Nhà thì nghịch lắm cô bác ạ. Đi dép đầu mình, dép đầu. Đi dép vào đi, không tí nó đinh chọc vào chân đấy. À, mấy thanh niên này không nghịch xi nhá. Nhá. À, lấy từ trong chậu ra. Nhưng một tí lại vứt ra bên kia nhá. Ok. Cái này là mấy thanh niên này là lấy từ trong chậu ra này, nhớ là không được nghịch xi nhá. Ai mà nghịch xi đi thấy ở chỗ đánh nhá. Nhá. Bắn xong cái chú Toán này à? À bên kia còn một tấm nữa nhỉ? Thank you.
Thưa cô bác, hiện tại thì mấy anh em thợ đã lập xong là cái một cái phần ở bên này rồi. Thì có lẽ là bây giờ thì còn một chút thời gian thì mấy anh em thợ cũng sẽ tranh thủ là nghỉ ngơi cũng như là xem lại những cái chỗ nào cần làm thì mấy anh em thợ sẽ cùng làm. Còn làm thêm một chút nữa. Ở phía mặt biên giới thì có lẽ là chắc là ngày mai mấy anh em thợ mới đi vào và hoàn thiện được rồi. Xem là những cái chỗ nào mà cần làm không bác, thì mấy em thợ sẽ tiếp tục là sửa soạn làm thêm một chút để cho nó mịn cái ngôi nhà đi. Đấy, hai thanh niên này thì có vẻ là ra phụ bố mẹ là sàn cắt được rồi. Đây là bây giờ là xoa được rồi anh. Hả? Bây giờ xoa được rồi thế này. Vâng. Buổi sáng nay thì mấy anh em thợ có nói rằng là bị ướt quá đấy các bác, thế nên là chưa có đi vào làm được. Đây ra phía bên này thì các bác nhìn thấy là sau khi mà lập xong các bác nhé, là dư ra là hơn 1 mét rồi. Cái chỗ này thì mình không sợ là nó bị mưa là dính vào tường nó đâu các bác nhé. Đây, ngày mai thì sẽ tiếp tục là hoàn thiện thêm ở phía cái phần mặt bên dưới thì nhìn là ngôi nhà nó sẽ đẹp hơn. Đấy, hầu như là ở cái chỗ ở nhà của hai ông cháu ấy thì là lúc nào cháu cũng ghi hình rồi đấy, nhưng mà sau khi mà hoàn thiện ấy thì sau khi mà đi vào làm nhà đấy thì các bác nhìn thấy là mỗi thước phim mà cháu được chia sẻ lên thì nó là một cái hình hài và một cái sự khác biệt rất là lớn. Đấy, hiện tại thì ở trên này thì mấy nữa là sợ là không có chỗ để mà trèo lên nữa các bác, thì mấy anh em thợ là để lại xong là ngày mai thì sẽ tiếp tục là đi vào và bắn thêm các bác đấy, nhưng mà ở phần mặt đằng sau thì đã bắn xong hầu như là hết rồi các bác nhé. Này thì gọi là đang sửa soạn lại thêm một chút đấy chú Toán nhỉ. Vâng. Sáng nay ướt quá. Vâng. Ủa đây chú Toán có lên trên mái nhìn có một chút rồi các bác này, thấy là mồ hôi chú là toát ra là thấm hết cả vào áo rồi đấy. Hôm nay thì cái phần kèo ở trên kia thì mai mới làm hay là một tí nữa làm luôn. Một tí nữa làm luôn này. Làm luôn đấy, mai. Vâng. Cho vớ bịt vào cho nó không rơi xuống ngày mai. Vâng. Lập được. Vâng. Thế này có thể là sáng mai là lập được cái chú nhỉ? Vâng. Đấy, đến buổi sáng ngày mai thì cháu Lực lại tiếp tục là xuống chia sẻ. Sau khi mà mấy anh em thợ là lập cái phần mái xong thì là nhìn mẫu ngôi nhà là nó sẽ như thế nào các bác nhé. Ở đây thì vừa rồi cháu Lực là ghi hình từ trên cao xuống thôi, thì các bác nhìn thấy là hầu như là ở nhà của hai ông cháu thì là khu này cũng có mấy hộ không ấy, nhưng mà chưa có ai có cái màu tôn này cả, cho nên là nhìn vào trong là rất là nổi bật. Từ ở trên kia nhìn xuống thôi đã biết là nhà của hai ông cháu rồi. Cái phần vứa này thì mấy chị là hót lại ở bên những cái ngóc ngách ở tường này các bác này, xong là tận dụng lại để mà trộn tiếp tục là đi vào làm nữa. Đây, mấy thanh niên này là nghịch nước nhiều quá này, đưa tay xem nào, xe tay nào Thịnh, xe tay nào, xe tay xem nào, xe đôi bàn tay kia nữa. Ôi đây này đấy, nghịch này là nghịch nước xi đấy. Mày có nghịch nước xi không? Không nghịch à? Đấy, Thịnh với lại là... Bạn này tên là gì nhỉ? Tên là Hiếu hay là tên là gì? Hiếu đúng không? Hiếu. Hiệu à? Sao chú hỏi bà tên là gì phải cháu tên là Hiệu à nhá? Năm nay học lớp mấy rồi? Lớp 5 rồi à? Thế là... Thịnh là năm nay học lớp mấy rồi? Lớp 6. Lớp 6 rồi à? Bạn lớp 6 với lớp 5 đúng không? Vậy ra viên này là Quyết này. Ông à, đang làm gì đấy ông? À, kéo dây điện à? Mấy nữa khi mà hoàn thiện thì sẽ đi vào và chắc là có thể là gỡ cái ngôi nhà này các bác. Chứ là đến ngôi nhà này thì cũng không có để được cái gì cả. Đấy, những cái tấm bạt này thì
cũng khá lâu rồi, nhìn thì bây giờ nó cũng bị mục với lại là bị là phai màu hết. Màu cái phần ngôi nhà thì nó ít xì như là cái màu màu bạc này các bác này. Phải nói là sau khi mà vận chuyển vật liệu ấy thì mấy anh em thợ cũng tiến hành và làm gấp rút để đến ngày được lợp mái như hôm nay này. Đấy, như hôm nay thì đáng nhẽ ra là nếu mà hôm qua làm kịp ấy, thì sẽ hôm nay là lợp hết luôn, nhưng mà không làm kịp. Cứ làm một bên cho chắc một bên đã, thì một bên kia ngày mai lại tiếp tục là làm thêm. Thưa các bác, hiện tại thì nhà của hai ông cháu thì từ lúc cũng đã chia sẻ cho các bác là biết là cái tiến độ mà làm nhà của hai ông cháu là tới đâu rồi. Đấy, bây giờ thì cùng với lại là ông với lại Mạnh là ngồi nói chuyện với nhau thêm một chút nữa. Đấy, mà anh em đội thợ thì bây giờ cũng đang chuẩn bị đồ đạc để mà mấy ông thợ hôm nay là sẽ nghỉ sớm hơn một chút các bác nhé. Thế Mạnh thì cho chú hỏi là thấy nhà của mình thì là thấy màu gì? Màu xanh. Màu xanh, màu xanh gì? Màu xanh nước biển. À, thế Mạnh có thích màu xanh nước biển không? Có. Có à, thế hôm nay là y xì làm như màu áo của em Mạnh luôn cô bác. Đấy, có thể là chắc phải đến tầm mai nữa thì mấy anh em thợ làm mấy lợp xong, ông ạ. Mấy lợp xong thì bây giờ thì ngôi nhà cũng đã, mai là lợp xong nữa thì là cũng gần đâu đó là gần được độ là 60-70% rồi. Đấy, còn những cái công việc bây giờ còn lại thì cũng chỉ là chắt nữa thôi, là chắt với lại là ốp gạch nữa là hoàn thiện rồi ông ạ. Đấy, tầm độ sẽ tầm độ sau hơn một tuần thì ngôi nhà của hai ông cháu thì sẽ hoàn thiện. Đấy, cũng trải qua một cái thời gian mà cũng không phải là ngắn nữa ông nhỉ. Một thời gian nhớ những cái thời gian mà ông cháu mình vận chuyển vật liệu ấy, mặc dù là biết là mình vẫn thuê mấy anh em thợ là chuyển rồi đấy, nhưng mà ở trong đó thì vẫn còn có những cái khó khăn đấy, là do là thời tiết không ủng hộ về hai ông cháu mình nữa. Thế là ông hôm nay có nhìn thấy là có ưng không khi mà thấy nhà của mình là lên tôn rồi? Vâng, lên tôn thì thấy là mừng ơn hết, thì các em đã giúp hai ông cháu, bác với chị. Mạnh thì mấy nữa lại tiếp tục là đi học rồi ông nhỉ? Đấy, đi học thì mới vào là đi vào các bác, thì kinh phí đi học Mạnh thì cũng đối với ông là cũng là một khoản là cũng phải nói là khá là nhiều các bác. Ông thì bây giờ là chuẩn bị đi làm cái gì không? Lấy cái mic cho ông một tí nào Mạnh nào. Ông à, chuẩn bị đi lấy củi á. Vâng. À Mạnh ơi, đừng có kéo mấy quạt của mấy em thợ nhá. Không tí hỏng ấy. Hầu là mai không có cái gì để mà dùng nữa đâu. Nhà. Mạnh thì có vẻ như là mấy hôm nay đi học mấy hôm này ra là cũng đô đô con một tí rồi ông nhỉ. Nhỏ. Nhưng mà tầm tuổi nếu mà so với lại là một số bạn ở dưới xuôi thì chắc chắn là không có bằng đâu các bác. Nào, nói chuyện đừng có lấy tay để vào mũi. Như thế là nó thành 6, nhớ chưa Mạnh? Nhớ chưa? Ừ. Bỏ tay nha. Đấy. Những cái tật này thì là có thể là Mạnh là rất là lâu rồi, thành ra là bây giờ nếu mà không bảo Mạnh thì Mạnh sẽ theo này sẽ hình thành một cái thói quen mà phải nói là cực kỳ là xấu nữa. Đấy, răng thì là xuống hết rồi. Nào, chú xem răng nào. Đấy, hả tôi nào. Ủa rồi. Răng này. Hỏng hết răng rồi ấy, bị sâu răng mà. Mạnh có bao giờ kêu đau răng không ông? Không thấy kêu. Vẫn không thấy kêu à? Vâng. Nhưng mà là thấy là răng là gượt hết rồi ấy nhở? Vâng, sâu ăn cái gì ăn à? Nó không mòn đi từng tí rồi. Vâng. Ấy ở nhà thì chơi xung quanh ở nhà thôi nhá, đừng có đi đâu chơi xa nhá. Vâng. Được chưa? Không đi suối to ấy. Đấy. Không đi được không? Không được đi vào trong suối kia đâu. Suối kia là một tí nữa là chết đuối đấy. Có sợ suối không? Có. Có sợ à? Có sợ nước to không? Có. Rồi. Phải có ạ chứ. Nói lại xem nào. Có ạ. Có.
Rồi. À, hôm nay thì chắc là mấy anh em thợ cũng nghỉ sớm hơn một chút. Thì buổi tối thì ông nhà đấy, ông bây giờ nhà là sắp ngày một là hoàn thiện rồi, thì ông chú ý một chút ông nhé. Sợ rằng là sẽ có những cái người ta ở làng bên kia chẳng hạn, người ta nhìn thấy là đây có ngôi nhà đẹp ấy, người ta về đây nó phá ấy, cái đấy thì không thể mà mình tránh khỏi được, nhưng mà mình để ý một chút đâu nhá. Sợ rằng là có một hôm nào đấy ông với lại Mạnh là ngủ quên ấy. Ngủ quên là người ta về trộm CD ấy. Đấy, ở đây thì cháu trước cháu cũng làm ở trên đấy là một ngôi nhà rồi, những cái trường hợp như thế này thì cháu cũng rất hay là gặp rồi. Chứ ông cũng kể là ở đây là ông cũng bị mất gà. Vâng, chú vừa mất hai ba con. Đấy. Trước là đợt đấy là có chó chưa ông? Chó bé qua, con mẹ nó thì chả biết đi đâu rồi. À, thế là bây giờ là có hai con chó thì nó cũng một phần là người ta cũng sợ chó nữa. Vâng. Với lại là một phần là khi mà chó sủa đấy thì mình cũng nghe thấy được. Chó có nằm ở dưới gầm sàn xi kia đấy vâng. Chó là nằm ở quanh, coi như là chó là xem si luôn đấy đúng không? Vâng. Ai về thì nó sủ luôn thì biết rồi. Anh như các bác thì cũng hầu như là các bác cũng nhìn thấy là hai con chó nhà ông rồi. Mỗi lần mà cháu được đi vào nhá, hai con chó phải nói là sủa rất là ghê các bác ạ. Ở đây thì cháu đi xuống đây cũng đâu đó là gần chắc sắp được một năm rồi ông nhỉ? Vâng, sắp được rồi. Sắp được một năm, thành ra là chó nó quen cháu rồi. Vâng. Đấy thì hiện tại thì các bác nhìn thấy là ngôi nhà của hai con cháu đã hoàn thiện, hầu như là xong hết rồi. Còn sau này về phần cái cửa sổ đấy, với lại thêm là cái khoản công của mấy anh em thợ là còn là một nửa nữa, thì rất là mong sẽ được sự đồng hành và sự trợ duyên của các bác giúp đỡ cho hai ông cháu của bác ạ. Và có lẽ là cái video này thì cũng khá là dài rồi, chắc là cháu cũng xin được là chia sẻ là tới đây thôi các bác. Và một lời cuối cùng thì nếu mà như các bác có theo dõi được những cái video của cháu được lên đấy, rất là mong sẽ được sự yêu quý. Và các bác xem thì cháu được xin một lượt like và một lượt chia sẻ, cộng thêm một lượt đăng ký kênh của bác nhé. Và bây giờ thì chắc là cháu được cũng xin được kết thúc cái video này ở đây thôi các bác. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở thứ 6 tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào các em các chị ạ. Con chào tạm biệt các ông các bà. Xin chào các bác. Thưa bác, hiện tại thì trước mặt cháu Lực có một số mặt hàng được ông Sò lên trên rừng để khai thác về, thì cho phép cháu Lực được giới thiệu qua một chút cô bác nhá. Đây cô bác, ở trên tay cháu Lực là lá mắt gan rừng để được là ông Sò lên trên rừng để mà khai thác về. Và cái công dụng của lá mắt gan này thì là mắt gan này, lợi mật này, giảm độc này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt hơn, chứa viên gan, xơ gan, men gan cao và gan nghiêm mỡ cô bác. Cái cách dùng của nó thì mình dùng như thế nào không? Nước uống hàng ngày à? Vâng. Đấy, vừa rồi thì là ông cũng đun xác về một chút, thì là để cho Lực là cho tất cả các bác là cùng xem này các bác này. Cái sau khi mà xác nước xong thì là màu của nó là màu hơi đỏ đỏ một chút ông nhỉ? Vâng. Này ông, uống thì cảm nhận là có hơi một chút là đắng đắng của bác ạ, nhưng mà rất là mát của bác ạ. Đấy, và ở phía trên tay của cháu Lực thì là mật ong rừng này các bác này. Cháu Lực mở cho các bác xem là cái chất lượng mật này các bác nhé. Các bác nghe, các bác cảm nhận nhé. Ủa ôi, gà rất là mạnh. Ông ơi, cháu xin mấy cốc kia nào. Cháu đổ ra cho các bác xem cái mật này. Mật thì là rất là đặc sánh các bác. Màu rất là đẹp này. Mật này thì là rất là thơm của bác ạ, mật đấy. Đấy, tất cả những cái mặt hàng mà cháu Lực đang ở trước mặt cháu Lực hiện tại là cháu Lực bán hộ là ông Sò. Nếu như các bác quan tâm tới thì các bác là liên hệ cháu Lực qua cái số điện thoại là để trên màn hình và cháu Lực tư vấn là kỹ hơn các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Ông có lời nào gửi cho các bác không? Các bác có thì từ khi ra lúc này nếu mà uống bình nước và uống hàng ngày thôi, cái các chỉ liên quan đến thì nhưng mà
ít thì gửi đi cho cấp chỉ cấp em cấp chỉ rồi nữa rồi không biết nói nhiều, xin cảm ơn các chị, các bác. Xin cảm ơn.